nó vẫn ban hoa đào mọi người ạ. Tầm ranh này nó vẫn ban hoa đào. À cá có skin B mới. Mực khô à? Ôi giời ơi, forward. Ui giời ơi, con QC. Postman. Căng nhở, trận này căng nha mọi người. Mình có thể bị bully đến chết đó. Ăn khác không chơi được, mệt lắm. Hoàn toàn là mọi người có thể donate để bắt chị chơi ăn khác như thằng Huy Hoàng đợt trước và chị thua rất mặt, trận cảm lắm. Mình thường chơi ăn khác là thua thôi, ngại chơi lắm. Sốt xuất huyết hả? Chả biết được nữa. Nghi nghi nhỉ, hơi mệt. Trời ơi, ga 1 lại gặp đứa ở nhà 2 tầng rồi mang phân khích cái bắt người kiểu gì? Cái nào ở trong này? Ôi giời ơi! Ủa? Bấm nhầm skill! How? How you Luca? Ôi giời ơi, hitbox đỉnh xíu. Ôi gặp Luca là hên đó mọi người, gặp hai đứa kia không biết có bắt nổi không ấy chứ. Nhiều khi số phận an bài cho mình gặp decoder đầu game. Giờ decoder mất điện nữa. Ủa, có dấu tai luôn rồi. Ôi cắm cẳng rồi. Đờ má. Đánh lỗi nha, cứ lách 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 như quá nữa. Làm gì vậy trời? Hai đứa cover mất máu. Con này nhây nhở. Vẫn mất. Ôi rồi thằng forward gục chết. Rồi rồi, team này tan nát rồi mọi người. Team này cover nhưng mà như thế này là tan nát rồi. Ơi, chưa tan à? Mắc chiêu rồi, giờ cứu hộ cái này. Giờ mình mang phân khích nữa thì cứu hộ cái này. Bết phân khích của mình luôn. Tốt đấy. Nhưng mà rửa máu cứu kiểu gì này. Đi tàu rồi, đi tàu rồi, đi tàu rồi. Đi tàu sang ga. Ok. À, con Aquarian. Không sao, mình là cá, mình vẫn tới được. Ơ, bị bông chán đấy nhở. Đứng đó hú hộ cái 97 nước rồi thằng tiền đạo chết.
trên đó mà. Mẹ con quy si vẫn là một cái gì đó rất khó chịu nha mọi người. Rồi mình bắt vào con này luôn. Tự tin là máy không xong kịp đi. Đập máy nhanh thật chứ lại. Còn te le. Không mở cổng bên này rồi. Có dấu tay này. Sao sang đây rồi bạn? Có ai mở cổng bên này đâu? Xem ra là dấu tay của bạn này. Thế để chứng tỏ con kia nó bỏ rồi, nó bỏ cổng này, nó không mở cổng này, vậy thì nó sang cổng kia. Tầm này thì cũng không có. À, có dấu tay này. Dấu tay bên này. Bên này. Đây. À, hầm ở đây à? Còn làm gì còn cái gì mà vào ghế. Vào xong rồi cũng ra cũng không ra được cổng. Đi cover cho lắm vào. Ghét tim cover ghê á.